Tóc Phương Nam chào cả nhà nha. Bữa nay mình với Hận với bạn đi đổ vớn theo trải nghiệm đó nhỉ. Hiện tại đây trong đê bao, còn mấy ngày nữa bà con bơm à, rồi đổ được chắc một hai lần nữa là mình cũng rút vớn à. Hết dụng nước rồi. À, mùa nước cũng sắp kết thúc rồi nhỉ, khoảng một tuần nữa là kết thúc rồi. Ở đây nằm về ấp Ngọc An, xã Ngọc Trúc, Đồng Điền, Kiên Giang. Rồi tới gái đầu tiên luôn đó nhà ơi. Mình dở được cứ một hai lần nữa là người ta bơm nước rồi. Này tới vụ bơm rồi. Hiện tại bà con cũng đang đắp cống lại trong đê bao này bơm rồi. Giờ chứ chạy gì nhiều hả? Tép rồi. Tép hả? Ồ, thấy nhảy phúng phúng rồi đó. Wow. Im rồi Tài ơi. Im rồi cả nhà ơi. Cái này hồi ngồi lặt rồi Tài ơi. Ngồi trong kho luôn. Wow. Chắc mắt chân rồi. Cua lươn. Tép này hiện tại 1 ký giờ được nhiêu hả? Giờ tép bự cân 60 à. Tép bự cân 60 không? Còn tép cân xô. Trong mà tép chưa. Cái 20-30 kia. Tép con xô hiện tại là giá dao động đấy nha, từ 20-30. Còn tép lựa ra tép bự thì 60. Giống mới sữa là đẹp quá, dở uổng ha. Này có xuống sông đặt không hả? Có. Chắc mai xuống đi xuống sông rồi. Có nước văng hay không? Năm nay không có dính cái lăng nhiều hả? Ít. Đắp cống chạy qua đó thì đâu có cá lên. Hiện tại giờ là chứ chạy tét đấy nha, trống đồng rồi chạy tét nhiều. Cái này im quá cái nhà ơi. Cái này im quá. Cái cài trước không? Mấy cái này chạy ít hơn là gần kinh ha. Gần kinh, gần lục kinh chạy mạnh. Tại vì tép lên xuống hơn nhanh ha. Tép sẵn nhăn được nhờ. Cái gì hết tép không? Cá quá luôn. Dĩ đâu tép chín. Đó, một đêm mười mấy, 20 ký. Mấy bữa trước ha. Ừ. Bữa trước Hận đặt được mười mấy 20 ký tép nha. Lựa ra được chỉ số tép bự cũng như là bán tép chợ, bán tép lọ. Rồi út nhẹp chưa ha? Tép nổi nhà ơi, mắt nhóc chân. Loại vớn mà thấy mắt đỏ nhiều là trúng rồi.
xấu xấu luôn ha. Wow. Cũng bộn rồi đó. Thiếu à. Mấy ký vậy nè. Cái giới này hứng đường cá xuống ha. Ừ, có mấy cống nè. Câu vụ mấy cái này chạy cá chê lắm luôn. Nói gì? Ngoài còn một mùng cá chê đó. Hôm bữa bốn mấy ký rồi. Chưa. Bữa mưa luôn không á. Thôi, chỗ này là cống xuống. Gần có 100 con. Mà đi nghe bữa không dính hồ, dính ít hồ. Theo á. Mà tép này có giá còn cao hơn ha. Ừ, giá đều quá. Ồ, cái này còn nhiều à. Wow. Cái này có 2 ký tép luôn. Quá kìa. Lóc luôn. Quá dữ rồi. Này này chủ yếu cát là chính nha nha. Như nó sắc nó vô hết rồi. Cái chiều xấu luôn. Ừ. Ồ, ngóc chân rồi, đầu rồi. Cái này dớ qua chở con cá chừng 4 con. Cái nhảy phúng phúng là trúng ha. Cái này là tôm nước ngọt ha. Ở ngoài Bắc là chuồng tôm đất. Trên 2 ký rồi. Xấu vậy ha. Đó, nước không? Đồ ăn thả không nha. Tép này mình đi cân xô thì được 1 ký từ 20 đến 30 nữa nè, dao động. Còn nếu mình lựa ra những con tép bự nè, 1 ký được 60 ngàn. Tép bự lựa ra bán chợ, còn tép nhỏ như con xô thì bán cho lò. Không phải đâu. Không phải. Đèn màu đỏ dưới sông này nè. Ồ. Lên đầu ngóc chân. Cánh đồng nước mênh mông này khoảng tuần lễ nó là khô gan. Wow, nãy giờ xấu chứ. Giờ nên là mình về đổ này ra để cho chị nhà lựa nha. Để ngồi nhiều quá lượng không kịp. Cũng còn bên sông ít cá. Đẹp quá ngon. Nãy mình vô nhà mình khiêng lên mình lựa nha. Còn giờ ra đây tiếp tục nữa. Còn ít cá.
Bữa nay cũng có mấy người theo hâm mộ luôn nha. Đây trải nghiệm thử đi. Ồ, thấy tép lên nhóc luôn. Đúng không? Ông gầy có chạy cái sạc chưa? Chưa. Vì là bơm đồng nó chạy luôn á. Bơm đồng. Phân đồng nữa chạy. Đậu vũ rồi ông tao. Giờ tới tép nè. Đậu vũ lòng tâm rồi tới cái chê. Wow, quá. Xèo 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 luôn. Bông bông luôn. Ồ, cái mày dinh kìa Lộc ơi. Chút xíu về mình xử con mấy con đó. Được cua thao nè. Được thao hoa về chiên. Chiên trụ. Hai chú rồi kiến. Ý, có chốt nhóc chưa? Bữa nay về chạy tép cũng khá nhiều nha. Trời tiết lạnh nè, tép nó đi nhiều. Chứ mình giờ muốn sụp con rồi hả ơi. Mấy cái cửa vô giờ làm như nó bung hết rồi. Đỏ mắt dần. Wow. Đỏ này mình thấy không biết quay thấy không. Không thấy nổi nha. Qua lưới. Cống. Mình nhìn cống luôn ha. Cái này đậu vũ ra luôn. Cái này rồi. Rồi, ồ, con bồn nhảy kìa. Con bồn có lóc ha, cái dinh nhảy dữ rồi. Tìm mà. Rồi, giết chúng rồi dinh ra luôn. Qua thao đi, còn 15 phút thôi. Quá đã nhờ, cái này. Con gấu luôn. Con công cũng vừa không à. À, dịch lên đứng sập xuống mà không có con dịch nào cũng dớn kìa. Năm rồi đổ trong đây nhiều quá. Chuyên một hai đêm là có 2-3 con hả? Có đêm mười mấy 20 con nữa. Người thả ra mà cũng có bắt 1 con 2 con nấu cháo nữa chứ. Rồi có cá bự nữa nè. Rồi, sáu chứ. Cua nấu dương rất là ngon ấy nha. Cua dần ký được nhiêu hả? Với chợ cân 30. Cua của mình được ký 30.000. Nó cũng nhiều rất là ngon luôn. Tép nhiều lắm nè. Wow, lên trên nằm nhóc chưa ha. Đi nha, có anh Lộc mình khoảng phong trào rồi đi chống vui ha. Như có Lộc theo cái
tép nó chạy nhiều ha. Nó chào đón anh Lộc. Có đâu mà ơi, giả liên ba sĩ, xuống liên ba sĩ. Đi ngậm đi chống hay gì. Cơm nước là đủ nha. Thì hồi giờ dân cơm nè. Mai phải có thuốc thúc, cà phê nữa. Hôm nay chú cá một bữa đi. Tép không? Chúng tép luôn à. Cái gì xấu vậy? Mình còn cá này cá nữa nó hết rồi nhỉ. Cũng dính khá nhiều, hồi nãy lên chảnh cũng gần thào. Vì là bên đây chảy ít không bỏ nó hả? Ít hơn. Nó quậy quá quậy. Quậy đăng mà nó ngập chứ ha. Quá yếu rồi. Cái câu gắt quá. Rồi còn cái nó hết luôn á nha. Cái này vô lựa luôn. Cái này được bình tấp quá nhiều rồi. Cái này không thấy tép nổi à. Cái chốt hả? Lấy cái tay đánh vô gai nữa là nó dính nè. Gần. Nó cái cuối cùng thất luôn à. Ồ, cái không biết chuyền được không nữa. Rồi giờ anh em mình vô nhà lựa luôn nha. Lựa ra để tép đi chợ. Còn cá này hồi chúng mình chiên nha. Chấm ra rồi chạy mấy ngày trước luôn. Chưa có hai con. Chưa có hai con nữa. Dạ. Về nó mất con đấy nữa vậy. Đổ lỗi đèn cho thằng kia mấy đường. Có gì té không sao đâu. Cái này lựa phân loại ra hai loại tép đó nghe. Tép này bán được 60 ngàn hết đi. Tép bự. Tép lòi 20. Tép lòi 20 rồi hả? 20 rồi. Khoảng 30 giờ hạ nữa hả? Ừ, có 20 đó. Đây là cái chốt. Cái nhiều quá nhiều. Cua dần ký được nhiêu tư? 25, không để càng rồi 30. Ăn chút ngán hả? Ừ. Còn cá mồi mình chưa lấy hết ha. Tép lên quá ngon luôn, sống là nhiều luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhiều giớn này rất là cực luôn. Nó còn tép nhiều nữa ha. Tép ném lửa ra giờ kho lửa này. Có nhà găng không rồi. Thở không à, thở dường ha. Quá to mà. Sôi chín đây này, đang sôi ngột luôn. Còn đây có chén mắm tép luôn. Đây là cá mình mới chiên xong. Khá ngon cả nhà ơi. Mà phải trải nghiệm luôn. Anh em trải nghiệm luôn. Thức đêm mình trải nghiệm cả nhà. Này phải nấu nè, phải giường. Không biết ăn được không đây. Được. Cái này chắc ngon cả nhà ơi, ăn được. Rồi, kho chín rồi, mời cả nhà dùng với anh em mình nha. Bữa cơm khuya. Cơm cả nhà ơi. Bốc món này ăn cho ngon. Quên mình là già thích chị thức khuya dậy sớm hay không? Cơm khó nuốt luôn ha, mới nấu luôn. Vô cái này. Mấy nữa ha. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà. Sao lọc? Ngon. Ngon cả nhà. Từ kho thử khen luôn ha. Thử lọc mình ha. Trước giờ hẳn mới được lọc kho mà. Ngon không? Dạ có. Rất là ngon ha. Cái lần bụng á mà. Khi ăn cái tới tay luôn. Rồi mà cái nhà dùng cơm với anh em mình nha. Tối quá rồi, mình cũng dùng miếng cái này. Quá ngon rồi. Cắt kho khô. Cá chiên. Đúng rồi, cái 15 phút nữa đi. Quá ngon cả nhà ơi. Nói quá chịu hết nổi nha. Thưởng thức mới được. Ngon cả nhà ơi. Hết biết ngon rồi.